Cả nhà nha, hôm nay là 30 Tết rồi, thì kính chúc cả nhà năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nha cả nhà. Hiện tại thì em đang có mặt tại đường Hoa Trần Xuân Soạn. Ở đây thì những cái bến thuyền họ cập bến như thế này và họ đem hoa lên cập cái bờ kè này, họ bán rất là nhiều luôn. Thì hôm nay cũng là ngày 30 Tết đó, nên là cái đường hoa này họ sổ giá rất là rẻ luôn cả nhà, 100, 200, 300, giá rẻ nhưng mà hàng hóa thì vẫn còn rất là nhiều này. Ở dưới những cái ghe hàng này là mai vẫn còn rất là nhiều luôn. Thì cả nhà theo chân em để xem hôm nay cái đường hoa này nó tấp nập như thế nào nha, vào ngày 30 Tết. Còn gà là cả nhà. Người bán vẫn còn giữ giá nha, giữ giá lắm, trăm cặp cũng bán. Lót nữa. Đấy, đấy là ai 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 đi hai người thì có một cái cháy thôi. Nhiêu chậu vậy ông? Không biết, để chủ là đang đó. Mai này 100.000 chậu. Sổ rẻ, sổ rẻ 100.000 một chậu luôn. 75.000 cây lắm, đúng rồi. Cây 75.000 cây vậy hả? 75.000 cây sổ rẻ luôn. Mai nhỏ này rất là rẻ luôn cả nhà ơi, họ bán có 75.000 thôi. Cúc nè, kim cương này thì 100.000 một cặp. Sổ quá sổ. Người ta mua tấp nập luôn cả nhà. Ở bên đây bưởi nè. Bưởi có 10.000 ký rồi. Dưa hấu cũng có 8.000. Cái này ngon luôn. 100 cây á chị, 100 cây. Cái quốc này có 100 mà rẻ. Còn một nhà mai luôn. Nhà mai luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sắp cưới ai chơi? Trăm ngàn chậu hả chị? Dạ. Bao nhiêu ạ? 300. À. Đằng kia 250, đằng kia 180, đằng hủ 180. À, cái này là 300 hả? Dạ. Ở đây còn nhiều quá. Ba trăm, hai trăm, một trăm tám. Cặp hai đi. Cặp hai đi thì chợ ra mua cho hết. Cặp hai đi. Cặp hai đi. Cặp hai đẹp hơn. Dạng họ 120 cặp. Không, 200 đồng giá. 200 đồng giá. Được. 200 nghìn là có một trong ai đẹp luôn. Như là cái vừa hỏng rồi là 400. Dạ. Rẻ mà 200 chơi được rồi. Nhưng mà giờ này thì đáng rẻ hơn xíu thì sẽ nhanh hết hàng hơn. Con quà hôm đem về luôn. Mấy cái này đem về làm cái gì? Bỏ cái đâu là. Còn ở dưới ghe rất là nhiều luôn. Xuống ta tưới. Hôm nay thì tâm lý là ngày cuối nên là mọi người đổ ra đi mua rất là nhiều, nhưng mà đa phần là thấy giá cũng rất là rẻ. Nếu mà những ngày đầu họ giữ giá 150 thì bây giờ chỉ sổ còn 80 thôi, còn có nửa giá rồi cả nhà. Nên là thường là hai em tâm lý thôi, hay để 30 để mua cho rẻ.
nhưng mà năm nay bông cũng còn rất là nhiều luôn. Bây giờ cũng gần trưa rồi đó, cái này có 80.000 cặp. Ghe hàng còn quá trời bông luôn chứ nè, quá trời ở đây còn ba màu gà với dạng thọ cúc cúc còn rất là nhiều. Bỏ ra theo nha. Cảm ơn anh nha. Chúc anh ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn chú ơi. Ủa chị, mai nhỏ này nhiêu chậu chị? 150 hả? Ủa trời cũng vậy hả gì? Khác chủ hả? À khác chủ hả? Nguyên một nhà quất ở dưới không? Ở dưới ghe còn rất là nhiều hàng, giá cũng rất là rẻ nhưng mà sức mua thì mình thấy cũng không có được nhiều lắm. Cái này nó như một chậu luôn chị.
Cái chỗ nhưng mà em thấy nó sổ có 100 đâu đằng kia. Có 100 nhưng mà nó tơi tả lắm. Đúng rồi, nó hơi bị héo á. Nó không được xanh, hơi khác lắm. Dạ. Năm cặp 300. 60 cặp. Xoài cát 50 luôn. Chậu lớn đẹp quá. Ủa cái này hoa sao giống cái chậu này muôn nhiêu chú? 350 hả? Trời ơi, rẻ vậy. Wow, chậu mai quá trời đẹp luôn á, mà có 350 à. Cái đó nhiều không biết. Để vô hỏi coi. Đó, cái dòng. Cái này cũng 300 rồi. 250. Quá trời nhánh luôn, có 250 mà trong khi cái kia ít nhánh hơn là 300. Thì nó cái nhà cái chậu gì. À, tôi hả, cái phân ha. Hai trăm rưỡi, 300. Lấy đi, lấy đi. Bông đẹp. Cái này 200.000 nè cả nhà. Mình lấy cái này về chơi Tết nha. Chị đi xe nào? Đi xe máy để sao chị ôm cũng được. Mai năm nay cũng rẻ đó chứ. Đổ đông ngồi. Ôm rất ôm trên người quá. Rồi, 200.000 luôn. Có chậu hoa tết luôn. Để da xanh. 25.000.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.